Hurricane. Và xin chào các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ hai của trận Loser Match. Đây là game thủ rớt màu vàng của ta, anh ấy chính là Gina Greenwing Roger. Vâng, Roger em chiến thắng trong game đấu thứ nhất vừa rồi. Còn đây là game thủ phố tốt màu đỏ của ta, thành viên đến từ team Samsung Galaxy Hurricane. I'm happy for him. He went to Samsung. It's good to see these guys that like don't have teams get onto nice teams, and you know, because teams have been like disbanding here and there. Artosis and whatnot. Yes. We have a quick pull. Not very surprised. Hôm nay, yeah. Hôm nay lúc nãy anh ngồi đi nhậu hay là anh em gọi ra quán thịt chó. And others are as well recently. Like a lot of people are trying for quick speed. Where is the problem? Is it on the upper left? I think he scouts down. Scouts down. Okay. Yeah, I would be really surprised if he goes bottom left. Down is the more important. Hôm nay gọi đĩa thịt luộc với cả đĩa. Okay, here it goes. It definitely dictates a different game too. Like Zerg has to be a lot more careful against attacks. You can play a lot more greedy in the bottom left. Hôm nay ngon. So it's good to check this. Mà có vẻ hôm nay bia không bị pha nên là uống rõ ràng lắm thôi ạ. Một hai cốc mà là anh em mặt mũi là một hai cốc mà là anh em bắt đầu thấy tầng rồi. Hỏi ai cũng bắt đầu bảo hôm nay bia ngon. Mình bảo cái này quả này xong rồi. Thế này thì game thủ bố tổ ta phát hiện ra được đối phương đã đưa ra 8 dơ linh ở đây rồi. Vâng, 6 dơ linh đã nở ra, sau đó bắt đầu hai con dơ linh đang được móp ra. Nếu tôi không nhầm thì không biết đây là build gì nhỉ? Tôi không nhầm thì đây là build Zigmund này, tôi quên mất rồi. Và tôi quên mất chưa kịp để ý những khoảng thời gian đầu game của Zup. Nghe Zup cuồng tay như phát hiện ra được mỏ đối phương chẳng. Anh đang đưa quân đội của mình ra ở vị trí giữa map và bây giờ sao đây? Vâng, đưa thẳng về vị trí giữa map. Tại sao không scout ở cái vị trí mỏ của Potos lại đi thẳng ra góc này? Vâng, mỏ này thời điểm này Potos cũng chưa ăn mỏ. Đây chính là thời điểm mà game thủ phố tổng ta có thể có thêm Fox, có thể có thêm những unit kịp phòng ngự không ổn cho game thủ dốc của ta rồi. Vâng, hiện nay anh đã vòng dốc đã đi nhầm đường hoàn toàn rồi. Vâng, lao thẳng ở vị trí giữa map. Trong khi đó thì đâu vào này vẫn chưa nhìn thấy một cái gì cả. Nó quay trở lại ở vị trí mỏ của phố tốt. Trận này không vui rồi thưa bạn. Hiện nay đã có một cái phố tổng chẳng được rồi. À, phố tổng Canon được bật ở vị trí, được đặt xuống ở cái vị trí mỏ thứ nhất của phố tốt rồi. Poto thì có thể dễ dàng không được pha tấn công lần này rồi thưa bạn. Hiện nay thì rất chỉ ăn mỏ 2 rồi. Còn Poto chúng ta có thể là chỉ qua một cái gì đọt thôi. Rồi chờ một tí rồi đó ăn mỏ 2 là vừa. Họ thấy rằng hiện nay đây rồi, la lên rồi, la lên rồi. Ấy trời ơi, không sao. Và rất may giúp quân đội Dơ Linh về được đấy ạ. Không bị ăn hành luôn. Hiện nay thì rớt vẫn chưa đặt xuống cho mỏ cho mình. Poto của ta hiện nay đang ăn thì mình một ga nữa. Như vậy sẽ ăn 2 ga. Hiện nay thì các bạn thấy rằng hiện nay với những việc mà lên nếu tôi không nhầm thì đây là sức phun như vậy thì pha sức phun lần này của Zerg đã không thành công. Hiện tại anh ấy đang chịu thiệt hại rất lớn về nền kinh tế, các bạn thấy rằng hiện nay Potos đã có khoảng tầm 21 con Potos rồi. Thì Zerg mới chỉ có khoảng tầm 15 con thôi. Nên một con Zerg Linh vòng ở góc bên này đang định làm gì đây? Vâng, định cắn thế kia. Mà Zerg còn đã ra rồi và nó bắt đầu lùa lại với con Zerg Linh kia. Rồi, xong rồi. Này thì Potos đang... hiện nay Zerg Linh đang ngồi cắn đá, đập đá đây các bạn. Vâng, tại sao mà bình thường thì chúng ta phải thấy là liên hoan thành công. Get super greedy, Zerg can actually go for aggression. Thế là người ta bình thường người ta phải thành công cái gì đó để người ta liên hoan. Nhưng đằng này thì anh mấy con Zerg Linh này chưa thành công đã bắt đầu vâng bị tham minh trượt lòi thì lại đi đập đá để ăn mừng này, các bạn không ổn rồi. Đá quân này có vẻ là trẻ trâu quá. Này thì Poto của ta vâng đang bị Zerg Linh úi dâu đâu rồi, Zerg Linh đã cắn được con Poto rồi. Giờ thì sao đây, hiện nay thì Poto của ta dù không được nhưng anh ấy lại cũng đang chịu thiệt hại khá. Thế hiện nay con Poto này phải được đưa ra để đặt xuống mỏ cho Poto thôi. Đây thì bắt buộc rồi. Rồi đặt xuống Nexus, xong rồi đặt xuống Nexus rồi. Đặt xuống mỏ 2. Này thì Zerg đang bị con Zerg vẫn đang ngồi đập đá đây. Tổng tay có vẻ chưa phát hiện ra được cái tôi nghĩ chắc là cũng nghe rồi. Thường ở khoảng cách đấy chắc là nghe rồi. Vâng, nghe rồi. Nasico đã đưa ra để mà đuổi mấy con Zerg Linh này đi rồi. Quá may mắn luôn. Của tôi cũng ta phải gọi là quá may mắn luôn đấy. Này chúng ta thấy rằng là hai con Zerg Linh. Đâu, hai con Zerg Linh đang ngồi in mỏ. Zerg Linh này được đưa vào để cắt đá, còn lại ngồi đập đá thêm phát nữa. Này, những con Zerg Linh này được gọi là Speedling rồi. Ô, một con đã chạy vào phía bên trong bên bay rồi. Poto đang nửa đưa quân của mình vào không?
không được rồi, con này nó chạy vào chiếu trong. Ôi may nhỉ, có một ca động đây. Con chạy loạn mạnh ở ngoài, con này chạy ra. Úi giời, và liều mạng chạy ra bị ca động bắn ngay. Hiện nay thì đây là vị trí mỏ 2 của Zerg đang khai thác khá nhộn nhịp rồi. Zerg hiện nay thì cũng đang để khoảng tầm mấy con Pope kìa. À, mấy con Rose như thế, nhưng mình cũng 3 con Rose khai thác ca thôi. Zerg đang thêm một gạt nữa. Và bây giờ Pope chúng ta đang ở đây với xe Sentry. Ôi giời, đuổi được con nội lực phần ngoài rồi. Can be very annoying for Protoss to have to deal with that so early. Con Flick ạ. Flick của Protoss đang đưa sang bên mỏ để scout mỏ của Zerg. Yeah, there it does go down the Roachhorn, so he's just going to make sure he's safe against everything. But if Hurricane sits back and goes into some macro play, you know, it's not that bad. There's no third base for Rogue. So the Robo facility is actually going to be over here. At the front. Now, the reason why this is actually a little bit dicey here for Hurricane is that he blindsides the front of that base with Roaches. He just runs through, he actually just kills that, and then that's when Frown Face for the Protoss comes up. And you probably didn't think the Protoss could frown because they don't have mouths. Tất nhiên đối phương chưa phát hiện được khi mà đối chiếu đều có dữ liệu đấy để kiểm tra được ăn mỏ 3 không được thôi. Hôm nay Zerg cũng chưa ăn được mỏ 3 nữa bạn. Đây chưa là thời điểm. Ôi, rồi, Zerg phát hiện ra được đối phương đang đưa quân đi rồi. If you want to see if someone này, is fake smiling, anh đưa or đi actually đưa con đi không? Tung tiếp tục đưa lên được bạn. Yeah, you just check đưa lên. Sentry đang ở đây để là sẵn sàng phong phiêu bất kỳ lúc nào. You're like, oh my god. Vẫn chưa hoàn thành xong cho mình một cái nhà robotic facility. Anh sắp sửa wow cho mình còn optimism xong. You have social awareness and you're being very polite right now. Chúng ta đang lên cho mình. You are truly a warm person. Yeah. Raven. Well, a little bit of a pressure come up, and he's going, oh my god, directly into Colossus. Very interesting that he goes straight into Colossus. I thought for a moment this would just be an immortal type push, which, you know, obviously a very common build, very strong build. Every Protoss in the world is pretty good at it. Để đối phương mà bằng một trò được. Này với cái lợi thế. Ôi trời ơi, Rô đang ở đây. Recon. Vâng, phong phi rồi. May nhá, về rồi. That doesn't actually do tôi nhận là nên Recon thôi. Rồi tôi nhận nên Rico để bảo toàn cho mình bốn con Sentry vừa rồi. Bốn con Sentry hiện nay có khá nhiều energy. Tốt nhất là đừng để nó chết. Các bạn bây giờ để nó chết là rất nguy hiểm. Oh my god. Bắt đầu ăn cho mình ở cái vị trí mỏ 3. He's getting the infestation pit, so I was like, hold on, is he gonna go right into 3 base ultra? Like, there was a build of 2-2 in ultras on 3 base, I don't know. Which was like really good against gateway expands, but thấy ra hiện nay thì, oh my god, a second robo? Cho, you know what, I think this is actually good. Robo and a third base. Nhà robo nữa thì phải. If he holds this, it's just Immortals and Colossus. There's a building called a Spire that would be very good against this. I've heard about them, I've read about the books. Yeah, scary books that my government has banned. Sẽ là một lượng đang cực kỳ lớn. Các bạn biết rằng là Protoss thì với việc sử dụng Sentry, với việc sử dụng Stalker là hoàn toàn thể chơi được mấy con Narrows rồi. Bây giờ chỉ việc lên thêm cho mình hai con Colo thôi để có thể chơi được thêm cả hai round. Và hiện nay chưa kể là Zerg còn đang lên cho mình thêm cả Swarm Hot nữa bạn. Và cái việc lên Swarm Hot này thì Protoss có thích điều này rồi. Tại vì là hai con Colo sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn trong combat các bạn. Colo có thể quen được mấy con Locut, mấy con đệ của Swarm Hot rất dễ dàng. And that's of course not a shocker to see a Robo there. Yeah, tôi nhìn thấy ra trong này thì một con Immortal thì phải. Not too far away. Less than a screen length away right there. Mà anh ấy lại không đưa rốt vào bên trong. Nên nó đây chính là lỗi của game thủ rất của ta. Ở thời điểm này thì Uzo, Imoto chạy luôn, rồi chơi luôn. Không có gì phải sợ cả. Hiện nay thì Warp Wizard nhắc in. Đây rồi, nhắc được con Imoto và nhắc Sentry rồi. Và tôi nhớ là bây giờ đi về rồi. Vì khoảng cách kia là hơi bị khó đấy. Này thì tôi nhìn thấy rằng 5 con hoa đã bắt đầu đẻ ra đệ rồi. Khoảng tầm 10 con Loku sẽ có thể đưa sang vị trí mỏ thứ 3 của Protoss. Protoss bây giờ có thể là sử dụng Colo của mình vào việc quét và hút là cả dễ dàng rồi. Như vậy là double Colo là quá chuẩn đấy bạn. Thế nên hiện nay thì Swarmhawk liên tục được đẻ Locut ra. Cứ hoàn tầm vài giây vài giây đến giờ đến ngày là bắt đầu là Locut chúng nó sẽ được nở thôi. Từ đó Locut thì free unit đam của nó cực kỳ to. As hard a counter as you can really get, I'd be surprised if Hurricane doesn't win this. Free unit thì đúng rồi, hơi khó chịu.
That's his only chance to get up to that Spire ASAP. The Warp Prism out already, and the power of the Colossi over at the front. I mean, he can actually hit both areas and pretty much be fine. You can see he spotted the Roaches back there and said, okay, another day, I guess. Look, it's four Colossus, Blink on the way, plus six Gates. I would say, with this one extra Colossus coming out, bringing him up to five, you stop there completely. He has enough sentries, enough Colossus. If you make nothing but Stalkers from there and you don't win this game, then Rogue needs a special medal at the end of the year. It's true. I think you're 100% right. It's true, Jason. Well, he's going to come out here, and he's actually going around the Swarm House, around Locust, I should say. So the Swarm Hosts are now going to have to back up and defend, attacking up this ramp. Meanwhile, some Roaches actually doing a nice counterattack to take out that board here. He needs to probably force shield this. Looks like I think he'll probably do that on the next run now. Ooh, don't lose your sentries. Those are really important here still. Force fields are like super, super important. Bố con sắp tôi đang có đang hào rát ở vị trí ở vị trí mỏ thứ ba lần này của chúng ta. Bây giờ luôn đang cố gắng phá mấy cái con vuốt kia. Này qua thêm phong phi rồi. Rồi đang phong phi rồi. Bố tôi quát thêm quân ở đây rồi. Bố tôi đưa quân vào không? Đưa quân vào không? Hay là đưa quân về đây? Không ổn rồi. Hiện nay ở góc bên này thì có vẻ là Loku đã ép Colo về rút về vị trí sau rồi. Không hoàn toàn không ổn cho game thủ của chúng ta trong đó thì bên trên này bằng Imoto đã được nhắc lên trên. Và như vậy lại đưa quân về rồi. At 143, while Zerg is maxed out, by the way. There's 13 Corruptors coming up here. Now, I'm a little bit worried because with all these Corruptors, I think you can just completely wipe out the Colossus. Yeah, the thing is, like, I think Rogue was, Hurricane was focusing too heavily on Brass right there. I think that that was a perfect time for a full push. Get all your units together. Don't warp in Zalds to the main base. Instead, warp in Stalkers to help your Colossus push through those. Oh my god, he lost. Bây giờ đây rồi, đây là một pháp linh lên chơi luôn. Cutter đâu? Awesome ở đâu? Vâng, Awesome hình như bây giờ mới bắt đầu được đưa lên để có thể chơi mấy cái con kia. Đây thì các bạn thấy anh Cutter đang ở đây. Cutter đang chơi một con, vâng đã chơi được một con Colo rồi. Cutter đang ở ngay phía dưới trận đầu của phía dưới chân của Cutter. Khi đây ta nghe Cutter rồi thì hiện nay Cutter quá khỏe và quá đồng đây. Cutter bắt đầu được warp thêm ở vị trí sau để có thể gia tăng đam. Cutter phải ưu tiên xử lý mấy con, cần ưu tiên xử lý mấy con Colo trước. Cutter này bắt đầu giảm đi khá nhiều, cho nên tốt nhất là rút cúp tờ về thôi. Chứ bây giờ lao lên này rất nguy hiểm đấy thưa bạn. Các bạn có thể thấy là hiện nay thì bố tốt đã sắp sửa hoàn xong cho mình cấp cộng 2 tấn công, nâng cấp Storm sắp sửa hoàn xong, mới bắt đầu rồi. Cô đồ này mới chỉ có khoảng 4 con, vâng, có lẽ là lại warp lại quân của mình rồi. Hai Templar tôi nhìn thấy đã warp rồi, có lẽ chuẩn bị chờ NAC hồi phục rồi. Ngay thì quân chủ dân của ta đẩy rất nhiều Spy lên đây. Có lẽ anh quyết định đẩy Spy lên để có thể là hỗ trợ việc phòng ngự con Swarmhawk như vậy rồi. Đây là một cái phiêu rất cơ bản của các game thủ rớt, đó là sử dụng Swarmhawk để mà phòng ngự tấn công, và phải đưa thêm cho mình những cái Spy lên, những cái Spore nữa. Tôi nghĩ ở đây thiếu Spore Color rồi. Mình đang định sử dụng Cutter để anti-air chăng? Không ổn, như phố tổ ta đưa DT cũng như Observer thằng đấy thì còn là bắt được rất nhiều Swarmhawk đấy. Nên Observer mới được đưa lên rồi. Như thế này số lượng Colo vẫn chưa được hồi phục, vẫn đang là 4 con thôi. Stalker thì rất đông ở đây. Cutter lượn lờ ở bên này để có thể phát hiện ra những cái con Wabizum. Đây thì nhìn thấy Observer ở đây rồi. Vẫn đang bắt đầu phá, Cutter đang bắt đầu ngồi phá mấy cái Spy Color kia. Vâng, Swarmhawk đâu, Swarmhawk vừa đẻ ra mấy con Locust rồi. Nên bố tôi đang chuẩn bị đối đầu ở đây. Rất nhiều Cutter để lên vị trí này, hiện nay số lượng Cutter là 18 con. Cutter đưa cho mình Colo về vị trí sau, Stalker đang đứng ở vị trí này làm bức tường phòng ngự cho những con Colo như vậy. Và hiện nay tôi nhìn thấy rất nhiều, vâng phải gọi là có rất là nhiều Cutter đã được mob ra như vậy. 25 con rồi. I just don't see đang được bắt đầu rồi. Nay Cutter cùng với cả Rogue đang tấn công vào vị trí mỏ thứ tư. Họ đều một farm linh lên không ăn thua rồi. Nên Cutter lại giúp quân mình đuổi phía rồi. Hai Templar như chưa còn nâng cấp Storm trên nhà Storm bằng những con Cutter được. Ôi giời, mất con Colo nữa rồi. Không ổn rồi, game thủ của chúng ta nữa rồi thưa các bạn. Thực sự không ổn rồi. Các bạn thể thấy hiện nay Cutter đang wow rất nhiều cho là vị trí mỏ thứ tư để phòng ngự. Thực sự là không ăn thua khi mà đối đầu với cả Rogue. Oh my god, he's pushed right up over here. Cutter đã bắt đẩy quân mình lên ở vị trí góc bên này. Rất gần vị trí mỏ thứ ba rồi. Một pha xong rồi.
Viên cúp tới cũng chẳng có gì sợ cả, và nó còn được thêm cả Queen hồi máu ở vị trí sau nữa. Cúp đã xử lý xong con Colo rồi, bây giờ sẽ là gì đây? Ôi, con Colo tiếp theo vừa ra lại chết luôn. Quá buồn rồi con Colo rồi các bạn. Đấy, cúp tới này cũng hết, coi như hết việc để làm rồi. Bây giờ mà có nhà Victor Spy để nâng cấp thẳng lên cho mình. Đấy, con Woodlawn là hợp lý nhất cho cái đàn Summon kia, cho cái đàn Cúp tờ kia. Này thì Poto cũng đang hơi khó khăn rồi. Thế anh chỉ có 12 là Stalker thôi. Không phải như vậy là GG thôi. Vậy là game đấu lần này của Nga thưa bạn. Tỷ số là 2-0 rồi. Xin chúc mừng Việt của Roger của bạn. Roger sẽ đến với cả trận Final Match để đối đầu với cả Z để tranh tấm vé thứ hai đi vào trong vòng trong thưa bạn. Vào trong round 16. Còn Wicker thì sẽ win, Wicker thì sẽ phải đang về với một phần quà. And that is going to bring us now to our final match here. It's going to be Rogue against Zest after this short break. Đầu tiên của Final Match sau ít phút nữa. Mà đầu tiên là Malfunction Lab, Malfunction thí nghiệm, Malfunction.